Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Trung Lan. Vâng, vẫn là những clip giới thiệu hàng về thường ngày. Và ngày hôm nay là ngày 3 tháng 11 năm 2022. Mỗi một clip mà em Lan giới thiệu trên kênh hàng về thì em Lan có đọc ngày tháng và năm rất là cụ thể. Nên là quý khách hàng theo dõi kênh của Trung Lan hãy chú ý theo ngày tháng để chốt đơn sản phẩm cho nó đúng nhé. Ví dụ như là hôm ngày 2 tháng 11, tức là ngày hôm qua thì Trung Lan cũng có lên một chiếc xe Panasonic. Phong dáng y chang như là chiếc xe ngày hôm nay mà em đang lên, nhưng chiếc hôm đó là vành 26 và chiếc ngày hôm nay là vành 24. Quý vị và các bạn lưu ý nhé, vành xe nó tăng kích thước, 24 thì nó nhỏ và 26 thì nó sẽ lớn hơn một chút. Chiếc vành 24 này sẽ dành cho những người có chiều cao hạn chế, khoảng tầm từ 1m4 cho đến 1m6. Thế còn chiếc có chiều cao từ 1m5 cho đến 1m7 thì là những chiếc có vành 26. Và form xe này vành 24 thì nó hiếm hơn là vành 26, bởi vì số lượng người có chiều cao hạn chế thì nó cũng ít. Đa phần là những chiếc xe vành 26 thì sẽ phổ thông hơn so với độ cao của người Việt. Và ngày hôm nay thì bên Trung Lan có lên được một chiếc xe. Chiếc này là chiếc vẫn là dòng xe trợ lực quý vị nhé, vẫn là dòng xe trợ lực. Và có màu cũng là màu cà phê sữa giống như chiếc hôm qua mà em đang giới thiệu trên kênh. Nó chỉ khác mỗi vành thôi. Chiếc hôm qua thì là chiếc vành 26 và chiếc hôm nay là vành 24. Vâng, trước khi vào phần giới thiệu và quay chi tiết về chiếc xe này thì em đang rất mong những vị khách hàng đang theo dõi kênh của Trung Lan ấn một like hoặc là chia sẻ thông tin clip của Trung Lan trên kênh với bạn bè và người thân để mọi người biết đến Trung Lan nhiều hơn. Và quý vị và các bạn có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp với cửa hàng qua một trong hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0975724339 nhé. Và số thứ hai là 0975858546. Những vị khách hàng nào mà có điều kiện và thời gian thì Trung Lan xin mời quý vị và các bạn hãy về trực tiếp cửa hàng theo địa chỉ là đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Thế còn những vị khách hàng ở xa thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc. Và bây giờ thì em Lan sẽ tiến lại gần chiếc xe này và cùng quý vị và các bạn khám phá tất cả những thiết bị và độ mới của xe nhé. Vâng, chiếc xe về với Trung Lan ngày hôm nay thì có vành 24 thôi. Chiếc hôm qua là vành 26, quý vị lưu ý nhé, có sự khác nhau đấy ạ. Hôm qua thì em Lan phải đặt chiếc xe này ở dưới lòng đường. Và nó cũng có màu gam giống như chiếc ngày hôm nay. Và chiếc ngày hôm nay thì nó là vành 24. Em Lan sẽ đặt ở vị trí trước cổng hiên nhà để quý vị và các bạn thấy sự phân biệt cho nó khác nhau. Nhiều khi là quý khách nhầm chiếc hôm trước là vành 26 với chiếc hôm nay là vành 24. Vì hai chiếc này khá là giống nhau nhé, nó chỉ khác mỗi vành thôi. Tiếp theo này, có cái sự khác nhau là chiếc hôm trước thì ở phía sau gác ba ga của nó là một cái phiên bản lớn hơn và nó có cùng với gam màu với cái màu của thân xe. Nhưng chiếc ngày hôm nay thì cái phiên bản yên ở phía sau này nó nhỏ hơn này. Cái gác ba ga phía sau này nó nhỏ hơn và nó màu trắng, màu lốc. Đấy, chiếc này thì khóa cũng là vẫn là phiên bản zin là Panasonic này. Sơn thì cũng vậy nhá, sơn của nó là sơn vẫn là sơn giống như màu hôm qua, là sơn nhũ ánh màu cà phê. Đấy, chiếc này thì bàn đạp vẫn còn chưa phải thay này. Yên cũng vậy nhá, chiếc này yên cũng chưa phải thay. Tay cầm của nó cũng thế. Chiếc này với chiếc hôm qua thì như là một cặp anh em, một size nhỏ và một size lớn. Phiên bản cũng là phiên bản lớn này. Những dòng xe trợ lực thì zin phiên bản của nó ở cái phần tay ga này. Thế còn những chiếc xe nên tay ga thì cái phiên bản ở cái phần tay nắm là phải thay, phải nên cho quý vị và các bạn tay ga. Thì cái đó là không còn phải là zin nữa rồi. Thế còn những chiếc xe trợ lực thì cái phần này là ở bên Nhật như thế nào thì về Việt Nam thì vẫn giữ nguyên như vậy. Và cái phiên bản này là phiên bản mới, quý vị nhìn này. Màn hình hiển thị rất là rõ nét. Màn hình to. Đấy, nhìn rất là rõ. Đây này, bật nguồn. Số lượng pin báo đầy và ít này. Có chế độ
Ecolevy này. Ecolevy là chế độ tiết kiệm điện và bật đèn sáng đi vào ban đêm. Đèn của nó là đèn zin nhá, đèn zin vẫn là đèn của Panasonic này. Đây là chế độ tăng chậm. Và bên này vẫn là cái phần ga. Đấy, chuyển đổi về số 123, tức là lên dốc và xuống dốc. Khi mà không cần trợ lực thì quý vị và các bạn tắt màn hình hiển thị. Nó thể hiện tắt là quý vị và các bạn đạp bình thường như là xe thường. Trợ lực thì quý vị và các bạn vẫn phải dùng lực của bàn đạp thì xe mới chuyển động. Còn tay ga thì quý vị và các bạn không cần phải dùng lực. Nhấn ga là xe sẽ đi. Ở chiếc này thì đèn vẫn còn zin này. Đó. Đây, tổng thể ở phía trước và phía sau chiếc xe rất là đẹp, đã được vệ sinh, sạch sẽ. Quý khách hàng nhận hàng chỉ việc sử dụng thôi, không có điểm trừ luôn. Lồng xe thì đã được lên inox 304, không lo bị dập, không lo bị vỡ, không lo bị thời tiết như là nắng nóng hanh khô mà nó bị giòn hay là nó bị đổi màu. Tất cả đều ok hết nhá. Ở phía sau vẫn có đèn pin năng lượng mặt trời. Đấy, khi mà vận chuyển ban đêm là nó sẽ có phản quang và đi những cái điểm có giảm sóc là nó sẽ phát sáng lên. Kể cả những bàn đạp cũng vậy. Tổng thể một em xe hoàn hảo với vành 24 dành cho người có chiều cao hạn chế, như là những bạn học sinh cấp 2 hoặc là những người lớn tuổi có chiều cao từ 1m4 đến 1m6 là có thể sử dụng xe này. Phần yên quý vị và các bạn có thể cho lên cao và xuống thấp được. Vẫn cho lên cao và xuống thấp được. Đó. Rất là nhỏ xinh, gọn gàng. Màu cũng rất là đẹp nhá. Và những chiếc vành 26 thì phổ biến, nhưng mà vành 24 thì số lượng nó có giới hạn. Nó ít hơn so với vành 26 nhé. Nên là bác nào mà có chiều cao hạn chế mà trước đây đang có nhu cầu muốn cần tìm những chiếc xe có vành 24 thì đây chính là clip của quý vị và các bạn không nên bỏ qua. Và chiếc này vẫn là zin nguyên bản trợ lực của nó nhé, phiên bản trợ lực mới đấy ạ. Được sản xuất khoảng tầm năm 2014 cho đến 2019 nhé. Những thời gian gần đây thôi. Nên là phiên bản của nó đã được nâng cấp lên phiên bản mới này. Phiên bản to, phiên bản nhỏ của thời trước nữa, sâu hơn thì nó là phiên bản nhỏ. Và những cái phiên bản đó thì nó lại tính theo giá trị của xe, nó lại rẻ hơn so với dòng phiên bản lớn như thế này. Và clip này em đang cũng quay nhanh để thông báo trên kênh, đăng tải trên kênh. Nên là quý khách hàng nào mà có nhu cầu thì hãy alo trực tiếp với cửa hàng nhé. Số điện thoại là 0975724339 và số thứ hai là 0975858546. Địa chỉ của Trung Lan thì ở đường Trần Bình Trọng, phố Trần Hưng Đạo, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Thế còn những vị khách hàng ở xa thì Trung Lan vẫn ship hàng toàn quốc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video clip tiếp theo ạ.